Hello, xin chào tất cả các quý khách, cô chú, anh chị em, bạn bè, thân mến gần xa đã đến và chưa đến kênh Điện Gia Dụng Nhật Bãi của Thanh Hóa. Mình tên Thanh Hóa, năm nay 38 tuổi, đang ở chợ Láng Sen, huyện Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ. Mình thì chuyên bán đồ gia dụng Nhật nội địa ha. Đồ xuất Nhật cũng có, chẳng hạn như Malaysia, Indo, Thái Lan, Trung Quốc xuất Nhật ha. Đa số là xài điện 100 nha, quý khách lưu ý cho mình ha. Quý khách nào có nhu cầu thì kết bạn cho mình, và muốn mua món gì có thể nhắn gửi mình sẽ cố tìm một phục vụ quý khách ha. Và đây là mình đang chuẩn bị test một cái em nồi cơm của Panasonic ha, SRHA102 ha. Mới nãy mình mới test cái nồi kia bởi nước nó còn hơi ấm ấm sẵn ha, đó hơi ấm ấm thôi ha chứ không quá nóng. Giờ mình sẽ nấu ha. Rồi, trong khi chờ đợi nấu ha, mình sẽ quay ngoại hình cho quý khách xem ha. Em này cũng còn tương đối đẹp, sao cái dòng này nó hay bị chóc cái đít không quý khách. Nên mình bán giá là 450k ha. Và một điều cam kết mạnh là máy móc này là nguyên zin 100% nha, điện 100, 2009, 1200W. Đây những mã lỗi của cái nồi cơm hay thường gặp ha, U10, U15, U12, U14, U17, H01 và H06 ha. Cái nhà sản xuất đã chế ra là nó biết sẽ bị những lỗi này ha. Nhưng mà hiện giờ cái máy này không có bị lỗi làm gì cho ha. Có lỗi nó sẽ báo cái đó. Đây ha, ron chỉ ok ha. Mình bán mình test kỹ lắm, nó sáng chói luôn, soi chán luôn. Thấy không, quý khách thấy không, nó nóng lên thấy không, chưa được một phút ok nó bốc khói lên tim. Nó bị lỗi là nó bị lỗi luôn rồi chứ không có. Rồi giờ mình chuyển qua hướng dẫn chứ quý khách hướng dẫn sử dụng ha. Đây mình sẽ chỉnh ha. Đây nè, cái này là chức năng nấu nè ha, nè gạo trắng, gạo mềm, gạo không do, rồi gạo lứt, rồi xúc xích, ủa rồi dạo sushi gì đó, đổ hết hết ha. Nhưng mà mình khuyên quý khách không nên bấm nhiều quá, nó rối lắm. Giờ đơn giản nhất là gì, mình ghim điện nó sẽ báo cái chỗ này, cứ bấm nút này là tự nấu. Nấu xong anh sẽ chuyển qua chế độ anh hâm, rồi xong, rồi tối không muốn xài nữa thì bấm nút này tắt. Rồi đơn giản như thôi, bấm nhiều nó rối lắm. Đó cứ tắt, bấm nút này tắt, bấm nút này chạy. Rồi, hai nút thôi, đơn giản hai nút. Chỉnh nhiều nó bị gói lắm. Nhiều khi nấu gạo nó không chín, hoặc là nó sống, hoặc là nó khô. Quý khách can một hai lần đầu là nấu nước, nấu đồ đó, can từ từ lại quen hả. Thằng này đỡ ngon lắm, nấu cơm rất là ngon hay nấu từ ha, thằng này bằng IH ha. Rồi, quý khách nào có nhu cầu thì liên hệ Zalo, Facebook, YouTube chợ tốt cho mình ha. Qua số điện thoại 0939 396 480. Rồi cảm ơn tất cả các quý khách đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Xin cảm ơn.